Xin chào các bạn, tôi là Trương Nguyễn Khánh Lam, chuyên viên tư vấn du học của Du học iNet. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một số vấn đề liên quan đến visa du học Thụy Sĩ. Hiện tại không có bất kỳ thay đổi nào trong chính sách visa của Thụy Sĩ cho năm 2021. Sinh viên sẽ cần phải tham gia vào phỏng vấn khi nộp hồ sơ visa du học Thụy Sĩ. Thực tế thì các viên chức của lãnh sự sẽ đưa ra các câu hỏi về trường học, ngành học cũng như môi trường v.v. Và đây cũng là dịp để họ có thể kiểm tra được trình độ tiếng Anh của các bạn. Hiện tại visa du học Thụy Sĩ có yêu cầu chứng minh hồ sơ tài chính, tuy nhiên đơn giản và gọn nhẹ hơn nhiều so với những quốc gia khác. Khi tiến hành hồ sơ với Du học iNet, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn. Theo quy định, thời gian xét duyệt visa Thụy Sĩ là từ 8 đến 12 tuần, tuy nhiên tùy theo từng hồ sơ mà chúng ta có thể nhận được kết quả visa sớm hơn. Thực tế, Du học iNet đã có những bộ hồ sơ visa Thụy Sĩ chỉ có kết quả visa sau 20 ngày làm việc. Và để chuẩn bị một bộ hồ sơ chu đáo cho việc đi du học ở Thụy Sĩ, các bạn nên bắt đầu hồ sơ trước thời điểm nhập học tối thiểu khoảng 4 tháng. Visa du học Thụy Sĩ được nộp tại Tổng lãnh sự quán Thụy Sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn ở những khu vực khác sẽ di chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh để nộp hồ sơ visa này. Hiện tại, phí visa du học Thụy Sĩ là hoàn toàn miễn phí.